Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với Thủy Cơ Tính. Tôi là tôi sẽ mở hộp model tôi mua Shopee về. Tôi mua về từ 18 tháng 10 rồi, hiện tại tôi mới mở hộp để mấy hôm. Đó là hai hộp mực máy in Canon 2900 có lỗ đổ mực và xả nước mực thải nhá. Cái này thì cả hai cái cả ship nữa đến đây là 193.000, tức là nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 90.000 một cục cả ship thôi. Thì cái này các bạn xem có đáng tiền mua nhá, mình nghĩ là đáng tiền. Thì mình sẽ bắt đầu mở nhá. Đây là hai cái hộp mực mà nó những kiểu của nó nhưng mình sẽ không mở vì ở trong nó đang đây, nó cái tool cartridge thì nó sẽ có cái một cái lỗ đổ mực cho các bạn, gọi là một cái lỗ để xả mực cho các bạn, xả mực thải bạn đổ mực đổ được. Cái này đổ được tầm khoảng 3 lần nhá, 3 lần thì các bạn bỏ đi dùng cái mới vì nó khoảng 9 mấy một cái thôi. Đấy, mình mua hai cái. Còn nếu các bạn muốn mua cái loại sản phẩm này rẻ, giá rẻ như của mình, bấm cái link mô tả bên dưới này để mua nhá. Còn theo mình ấy, thì mà mua cái này dùng sẽ tốt hơn, mà mực nó in thì vẫn đều đẹp, mình đã mua sử dụng khá là nhiều lần nhá, thì các bạn yên tâm sử dụng. Mình không bán sản phẩm này chứ mình cũng không quảng cáo cho sản phẩm này, mà là mình mua mình thấy tốt mình sẽ khuyên các bạn là nên mua. Đấy, còn các bạn mua là các bạn click vào link sản phẩm nhá. Hồi video mình xin tạm dừng ở đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.